Vậy là chúng ta tiếp tục có một phiên phẫn rất là tốt đối với đường đường mà 50 cũng như là phản ứng với vùng 1250 điểm. Để mà nói thì thời gian vừa qua thì chúng ta đã phải chịu đựng một cái nến giảm rất mạnh, một phát cắm thẳng về vùng 1250 điểm, đồng thời cũng là kiểm tra những vùng hỗ trợ ở đây. Xét về những cái thông tin, tôi thấy rõ ràng những thông tin xoay quanh về vấn đề vĩ mô đang có rất là nhiều. Chúng thấy một cái tác động rất mạnh mẽ đến từ ngân nước Việt Nam ta, đó như là một cái động thái thăm dò những tác động thị trường, xem sự phản ứng như nào, xem thử cái lực nhỏ như này thì nó đã tác động như nào, đó là chúng ta nâng một lãi suất phản biêu lên tầm khoảng 4.5. Đồng thời thì cái tỷ giá hiện tại đang ở một mức rất cao, tầm khoảng 26.000 đồng rồi, tỷ giá tự do rồi. Thì nếu như tiếp tục bán USD liên tục như vậy và đã thâm hụt rất nhiều như vậy thì cái dự trữ ngoại hối chúng ta đang rất là căng và buộc phải những chính sách mới phải được tung ra, chạy như là chúng ta phải buộc nâng cái biên tỷ giá ở đây lên đó, thay vì chúng ta giữ một mức nó tầm khoảng 25.45 thì có thể nâng lên tầm khoảng 20 25.75 hoặc là 25.55 dạng như vậy, thì đó là một cách và cũng có thể tiếp tục sẽ đi bán bill đó, và cũng có thể chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái tình trạng đó là có thể sẽ nâng lãi suất điều hành. Nhưng mà hiện tại vấn đề nâng lãi suất điều hành em thì đánh giá không cao và cũng tính rủi ro khá là cao. Rõ ràng chúng ta đã thấy được một thị trường chúng ta hiện tại đã có một thời điểm đi ngang và im ắng là tốt, và những tác động về bond yield, vâng, tác động về những cái vĩ mô không phải quá lớn lên trường hiện tại. Một phần là do trường tại đang gặp những áp lực khá lớn bởi những cái vùng kháng cự và dòng tiền bị cắt out ra rất là nhiều, gần như không có những dòng tiền quay trở lại, và các cổ phiếu không có một số cổ phiếu lít thị trường và liên tục đi ngang và xác nhận tạo ra một cái vùng đáy, một vùng đáy trung hạn rất là lớn ở đây, vùng đáy trung hạn. Thay vì ta thấy được là chúng ta sẽ tạo ra một cái vùng đáy lớn thì đây chúng ta sẽ tạo một vùng đáy trung hạn ở đây, tạo một vùng đáy trung hạn, vùng đáy trung hạn rất lớn quanh cái vùng đó tầm khoảng 1.000 cho đến tầm khoảng 1.300. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái áp lực bán khá mạnh quanh cái vùng đỉnh, bán rất mạnh. Hiện tại thì xét mặt kỹ thuật thì cái quán tính hồi phục lại là hợp lý khi chúng ta đã có một cái lực giảm rất mạnh, và những cái đường chỉ báo như đường MA này hay là một số chỉ báo khác hiện tại buộc phải có những sự hồi phục trở lại để tiếp diễn xuống giảm sau đó. Đồng thời cá nhân thì đang lo sợ một vấn đề, đó chúng ta đi một sóng năm như thế này, một này, hai này, ba này, bốn này và năm, và cái tiền sợ là cú sóng năm này sẽ là cú sóng năm tù, và khi sóng năm tù á thì nó sẽ có một cú giảm ABC rất lớn ở đây đó. Thì nếu như sóng năm tù thì chúng đếm sóng ở trong sóng năm cũng đã đủ 1 2 3 4 và 5 sóng rồi, cho nên chúng ta cũng khá là sợ và e ngại cái đoạn này. Và trước mắt chúng ta có thể vẽ được một đường trendline như thế này thì có thể chúng ta thấy được là thị trường hoàn toàn thể về kiểm tra vùng 1 cần 2 cần trừ là cũng có khả năng xảy ra. Nhưng trước mắt thị trường ta đang rất tích cực ở một cái chuyện đó là được đỡ giá quanh những vùng đó, vùng 1.250 cộng trừ nhá. Đồng thời hiện tại đang đi ngang quanh vùng đó, vùng đường MA50 rất là tốt, cho nên ta vẫn có những sự kỳ vọng ít nhiều về chúng ta là sẽ có những cái sự quay đầu trở lại được về kiểm tra vùng 1.265 đến 75 70 cộng trừ, đồng thời có một cái điểm đã từng gãy ở đây nhá. Nếu tích cực nhất thì chúng ta sẽ buộc phải đi ngang qua vùng này thêm thời gian đến khi chán nản thì mới tiếp tục đánh lên trên được, đồng thời sẽ đầu đi ngang bo theo cái hướng mây đó, đến khi nào mà cảm thấy đủ thì mới hướng lên trên, bằng thuật như vậy. Còn để nói về đường MA hay kể cả để body band hay kể cả những chỉ báo như là MACD, RSI hay nhiều chỉ báo khác hiện tại vẫn đang thấy một điều tiêu cực khi đã có một xuống giảm và đang tiếp nối xuống giảm nhiều hơn, mới thấy đó rất nhiều những cái chỉ báo đang thấy xuống giảm nhiều hơn nhá. Đó, và vẫn chưa thấy một hiệu tàu đáy rõ ràng ở đây để nó có thể tự tin quay lại và bắt. Đồng thời chúng ta nhìn về tổng quan về chặt tuần cũng như nhiều lớp cổ phiếu cũng tương tự như vậy thôi.
Trường hợp xấu, nếu cho tuần chúng ta có một cái nến đóng thủng qua vùng 1250 điểm thì chúng ta đang rất là xấu, có một cái nến rất là xấu và tạo một cái vùng vùng giá tạo đỉnh rất là xấu đây. Đó là trường hợp rất là xấu xảy ra. Cho nên chúng ta buộc phải bảo toàn cái sự gọi là cái vốn của chúng ta và thận trọng và an toàn hơn về cái dòng tiền. Sắp tới thì đường MA200 của chặng tuần này sẽ kéo lên trên. Thì đó cũng như là một đường hỗ trợ rất lớn khi nếu như có một cú giảm về này. Đó. Thì trước mắt chúng ta vẫn thấy là trường đang đi một trong một cái xuống, nó là xuống quýt khớp cho một cái chạc rất là lớn ở đây. Đây đó, rất lớn ở đây. Đây là một mình quýt cấp nha mọi người nha, một mình quýt cấp của một cái xuống. Thì ít nhiều chúng ta đang cược á là cái cú ở đây sẽ là cú LVS. Thì chúng ta mới cược được là thì chúng ta sẽ có một cú tăng mạnh lên trên này. Ít nhiều sẽ lên được vùng tầm khoảng 1.350 và xa hơn sẽ lên cái vùng đó vùng tầm khoảng 1.400 nhá. Nhưng hiện tại đang có những sự vận động không tích cực, tức là đang thấy một cái dấu hiệu yếu của mình quân cấp và cái lực bán mạnh hơn lực mua lên, không vượt qua được những cái vùng kháng cự trước đó và bị quay đầu trở lại. Đồng thời thì chúng ta đã có những cú bị gãy nền gần trong chặng tuần cũng như chặng ngày, và trường hợp xấu nhất là chúng ta bị gãy luôn cái nền này đó, vùng 1.250. Thì đó chúng ta xác nhận cho một cái xuống cực kỳ xấu xảy ra là sẽ về giảm về kiểm tra những cái vùng trên line phía dưới là khoảng 1.200 cho nên 1.220 cũng trừ bên vùng này nhá. Thì nếu như chúng ta muốn có một cú wake up đẹp thì phải có một cú spring đẹp, tức là sẽ có một cú spring rất đẹp vào đây đó, spring rất đẹp vào đây, thì sau đó mới có một cú tăng mạnh bung lên trên lên được đó và tổng cú peel bung lên trên luôn. Thì đó mình wake up chuẩn của trong tuần là như vậy. Thì chúng ta sẽ không đánh cái kiểu mình wake up kiểu ngang này nữa mà lại đánh cho ta một mình wake up kiểu C như thế này. Đó là một mình mới có quá cấp khá là khó phân tích cũng như khó đoán, tại vì chúng ta đã sẽ đi theo một cái xuống tăng và các lớp cổ phiếu khỏe, các lớp cổ phiếu mà vẫn còn có chuyện sẽ tiếp tục hướng lên trên, còn như một số mã phiếu yếu sẽ dễ bị quay đầu trở lại và tiếp tục đi ngang giống như trường hoặc là yếu hơn trường nữa về xuống tuần như vậy nhá. Và rõ ràng chúng ta thấy là đang bị áp lực ở một cái vùng kháng cự rất lớn ở đây đó. Nếu ta nhìn nhận đây là một cái cú ABC đi, đây là cú ABC thế nó bị kẹp là ở ở pha B ở đây, thấy không? Đó thì trước mắt vẫn chưa vượt qua được, cho nên là chúng ta vẫn bị áp lực qua vùng này và vùng hỗ trợ trước mắt cho một xuống chúng ta sẽ là cái vùng đó tầm khoảng 1.150 cho đến vùng tầm khoảng 1.200 sẽ là vùng hỗ trợ rất cứng để chúng ta kỳ vọng là thị trường sẽ lao động qua vùng này. Và đó là phải xét về trường như vậy nhá. Chính vì thế cái cơ hội đầu tư không cao, cho nên thì cũng đã có những cái kế hoạch là phải đứng ngoài và quan sát nhiều hơn đoạn này. Rồi để mà nói về cái câu chuyện về các lớp cổ phiếu, chúng ta nhìn một cách nhìn tổng quan nhất từ một số nhóm ngành như về nhóm ngành chứng khoán, thì câu chuyện về hệ thống KX không được hợp đạo gọi là hợp thức hóa và phải chuyển chuyển giao, và chúng ta sẽ đi đến câu chuyện đó là FPT sẽ làm hệ thống KX này. Thì từ câu chuyện này chúng ta thấy là một số mã phiếu như SI đúng rồi, hay là một số mã phiếu chứng khoán khác như FTS, rồi kể cả những mã cổ phiếu khác đều thấy sự gãy nền. Rõ ràng nhất tôi thấy một số mã phiếu nhóm ngành chứng khoán leader giai đoạn trước đó cũng đã thấy dịu gãy nền và chặt tuần đã tạo một dịu tạo đỉnh rất là lớn ở đây và dễ tạo dịu phân kỳ nếu như trường hợp nó thủng cái vùng thủng luôn cái vùng đó vùng tầm khoảng 40 và tạo một hai đỉnh xác nhận sẽ thủng luôn vùng giá tầm 36 ở đây nhá. Rồi là kể cả CTS vậy này đó, chỉ cần thủng vùng giá 34 sẽ xác nhận ta một cái xuống giảm rất mạnh của mã phiếu này. Rồi một số mã cổ phiếu như là BSI là ba mã phiếu cực kỳ khỏe của những ngành chứng khoán, hiện tại chúng ta thấy cái dấu hiệu là rất là yếu và nhìn những cái đoạn đó là cái đoạn này nó đang rất là giống những cái đoạn này đó, cho nên chúng ta phải thận trọng hơn nhiều ở cái đoạn bây giờ nha, thận trọng rất nhiều với ngành chứng khoán. Một số mã phiếu như SI, VND này, kể cả như là VCI cũng đang rất là yếu và hiện tại đều gãy đường mà 20 tuần cả. May mắn là gì, là đường mà 20 tuần hiện tại vẫn đang dốc lên trên, cho nên chúng ta sẽ thấy những cái cú biến động những cái đoạn này, tức là sao sẽ cần phải dao động hồi phục trở lại để kéo đường mà 20 đi xuống, thì sau đó mới có những cái cú giảm mạnh được hoặc là mới có những cú về kiểm tra cái nền phía dưới được, còn không bắt buộc phải những cú quay đầu trở lại ngay lập tức, quay trở lại trên đường mà 20 ngay lập tức và tích lũy lại ở phía trên này thì đường mà 20 bắt đầu sẽ đi ngang hướng lên trên tiếp thay vì cắm xuống. Và khi đã cắm xuống rồi thì quán tính sẽ là cắm giảm và giảm và giảm, mình nhớ nhá. Đó, SS thì đang trong một xuống đi ngang thôi,
Đó thì một số mã phiếu chứng khoán như vậy tương đối yếu nha. VDS là mã phiếu thì đang ngắm nghía và quan sát. Bên đây là mã phiếu thì thấy khá là khỏe. Về câu chuyện nó là mới tạo một đỉnh và nó vẫn thấy là cái dòng tiền đỡ nó tốt. Và hiện tại nếu như có những điểm mua đẹp thì nó quanh giá tầm khoảng 17 cũng chơi với mã phiếu này. Đó là về mã phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Chúng ta nhìn nhận về cái cả tuần chúng ta thấy một cái chuyện ở mà chứng khoán là đã đủ năm sóng rồi cho một cái xuống của nó tăng rồi. Thấy không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 rồi. Ít nhiều là thấy đủ năm sóng rồi thì thận trọng mà đúng rồi. SM7 này. Thấy không? Cũng đã đủ năm sóng rất rõ ràng cho chúng ta rồi. Phải thận trọng thôi. Đúng rồi. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. Rồi kể cả những mã cổ phiếu như là CTS vậy thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. Một số mã phiếu SA hay sao? SA chúng ta thấy là cũng đã đủ năm sóng nhỏ vùng này rồi, 1 2 3 4 này, 5 này, để sang năm tù này, cắm đầu giảm A B C sao, đúng không? Đó rồi thận trọng những cú như vậy. VC như vậy này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5 sóng rồi. Hiện tại rất dễ tạo ra cú ABC, hiện tại nó sẽ là cú A, cú B và rất dễ tạo một cú C về chúng ta vùng dưới. Và nhìn tổng quan thì vẫn đang cho một cái cú sóng hồi A, B và C nha. Để mình nói về nhóm ngành bất động sản cũng tương đối yếu, yếu hơn cả nhóm ngành chứng khoán cực kỳ nhiều. Cho nên là sự kỳ vọng không đặt quá cao một số cổ phiếu này, hầu như đều yếu cả, nằm ở sát nền cả. Nhưng mà nhóm ngành này là những câu chuyện để ta kỳ vọng ở cái câu chuyện là biên quan cấp để ta kỳ vọng là cú nhiều người một cú spring ở vùng này. Và câu chuyện của tháng 8 cũng là câu chuyện đáng để ta kỳ vọng nha. Đó, tháng 8 sẽ là cái câu chuyện để ta kỳ vọng là cú đất đai sẽ như thế nào ngày 1 tháng 8. Vậy thì cái câu chuyện về thao túng giá sẽ xảy ra tầm khoảng ngày 10 cho đến ngày 19, em tưởng nghĩ như vậy của nhóm ngành bất động sản. Cho nếu mọi người đang nắm một số mã phiếu bất động sản phải quan sát kỹ cái thời gian này để xem thử là cái sự thao túng giá của một số mã phiếu này có không, và nếu chỉ cần nó quay trở lại được cái vùng bên trên này đó thì ta có thể cược một cú này lên. Thì ở đây sẽ là một cú spring, chúng ta cược đây sẽ là cú spring được nhá. Nhưng mà nếu như trường hợp ngược lại là nó không quay đầu trở lại lên được và nó tiếp tục giảm thì ta buộc phải chờ đợi những cú nó về những cái vùng hỗ trợ cứng hơn vùng trên này dưới này để cược một cú spring biên lớn hơn nha. Đỉnh này, sell này cũng như vậy cả thôi. Nhá, nó sell như vậy cả thôi nhá. Rồi kể cả một số mã phiếu như là HDC cũng vậy này. Đó, chúng ta đặt vào cái bàn cược là có spring hay không và nó có đánh được cú spring hay không. Đó, chúng ta cược như vậy thì chúng ta buộc phải chờ đợi thôi, chờ đợi trong những biến động sắp tới để chúng ta cược như thế nào nhá. Và thì HDC tương đối đẹp. Vậy là tương đối đẹp về câu chuyện đó là đang xem một cái nền tích cực hơn nhiều mã phiếu bất động sản khác. Riêng một số mã phiếu bất động sản cần phải né một số mã phiếu như là Nha Tư Liên. Thì phải tăng quá đi rồi. Nó tăng như này là chúng thấy là rủi ro rất là cao. Rủi ro rất là cao nha. Và ta đếm về sóng thấy là đủ đã cũng đã đâu đó nhìn nhận được là nó đang cuối đoạn của sóng 3. 1 này, 2 này. Đó, và có thể sẽ là cú đỉnh sóng 3 và sẽ về tận đây. Rồi mới tiếp tục tăng sóng 5 được. Chứ phải thận trọng ở phiếu này. Nếu mà mình muốn bắt cũng sống 4 vẫn có thể được. Đó, sẽ quanh vùng giá tầm khoảng 38 đến 40 quan sát thử. Đạp phương cũng là một phiếu ta nên thận trọng. Tại vì là ít nhiều nó lên kiểm tra vùng cái bay vùng trên này sẽ là một cái vùng rất quan trọng để chúng ta thận trọng nha. Đó, cũng đã đến một mình dứt chắc như này rồi, năm sóng rồi. Cho nên cũng phải thận trọng ít nhiều một phiếu này. Có thể sẽ mua nếu như nó về vùng giá hấp dẫn hơn, tầm những vùng giá tầm 40 đến 45, 50 cũng chừng. Đó, về bất động sản như vậy nhá. Còn về câu chuyện của một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành thì ban thì sao, nó chọn về tứ trụ nha. CTG rõ ràng lên kiểm tra đường 20 hai phiên liên tục của tập tuần nha, không vượt qua được, cắm đầu giảm lại rất là yếu, cực kỳ yếu, phải thừa nhận như vậy. Và phải thận trọng rất nhiều những mã phiếu dạng như thế này đó. Và định giá của một số mã phiếu như là CTG, BIDV không còn quá là rẻ nữa rồi. Đó, lên kiểm tra đường 20 không giữ được và đây chặt tuần nhé mọi người nhé, thì rủi ro rất là cao với những cổ phiếu này. Đó, quán tính sẽ còn giảm, nhưng ít nhiều nó sẽ về khoảng vùng hỗ trợ tầm khoảng 40 cho đến tầm khoảng 45 là nó có những cái dấu hiệu hồi phục lại, khả năng rất là cao như vậy. Cho nên là sắp tới có khi thị trường giảm nhưng mà phiếu này sẽ hồi phục lại đỡ trường vì các bạn vậy, nó sẽ về những vùng hỗ trợ phía dưới này
thì khi đó nó sẽ có một sự quán tính ít nhiều để đỡ trường lại đó, giống như cái đường trên lai sắp tới này đỡ lại và quay đầu trở lại. Nhưng nếu xuyên thủng vùng này thì cái rủi ro rất là lớn cho những câu chuyện về tầm khoảng 7x là có khả năng xảy ra nha. Với một số mã phiếu khác chúng ta thấy như là một số mã phiếu như là MVP đó, vẫn đang xe này, và như các cả mã phiếu ngành banh tại đang rất dễ mất đường 30 tuần nha, và không, nếu không một quay lại được. Nhưng mà để mà nói về trong cái chặng ngày thế, rõ ràng tại vẫn đang trong một cái biên đi cuối cấp đây thôi, ta vẫn có thể kỳ vọng là sẽ một cú tạo cú sprint nếu như về vùng dưới này đó và quay đầu lại được để ta mua. Rồi STB cũng vậy thôi, và đánh một cuối cấp như này em thì có cược cú này là cú sprint đó, cho nên đoạn mà em thì có mua quanh giá này, nhưng tiếc là thì buộc phải cắt lỗ quanh giá tầm khoảng 29.5 cộng trừ, tại vì nó đã đánh không đúng kỳ vọng thật ra và cũng cắt lỗ khá là vội. Nếu như nó thủng giá 29 thì tao nên bán, hôm nay thì em thì bán hơi sớm, không sao, chờ đợi quan sát thêm cái kỳ vọng sắp tới, tại vì nó vẫn chưa đánh chuẩn mình này vào để đi ra, chứ bắt nó cần phải vượt lại để đường mãi 10 như này thì ta mới có thể quan sát thêm được. Một số mã phím như ACB khỏe thì có khỏe thật, nhưng nó bị gãy luôn cái vùng này, rồi thì nó hồi phục theo quán tính rồi nha. Chúng ta phải chờ đợi những cú nó hồi lên trên, có thể sẽ là một cú bull trở lại giảm lại về kiểm tra cái đáy cùng. Cái phiếu này là có khả năng xảy ra. NHB cũng là phiếu đã đánh một cái cấp, khả năng cũng sẽ một cú nó về kiểm tra vùng dưới này thôi, sau đó sẽ một cú kỳ vọng một cú quay đầu trở lại và tích lũy lại được ở trong cái biên cấp này. Tiếp theo một số mã phiếu như là VP đó, vẫn đang trong một cái biên cấp như này đó, chúng ta vẫn chờ đợi thêm xem là nó sẽ đánh như nào thôi. Biên cấp như vậy nha, đấy chờ thêm thôi. Một số mã phiếu ngành banh khác á, Techcombank thì đang đánh khá giống như Vietcombank, một cái biên đi lên từ từ bò lên trên. Nhưng để mà nói thì cái câu chuyện như mã phiếu đánh thế này thì thường á rủi ro cao hơn là kỳ vọng, thì vẫn đang có dự là bo hẹp thắt chặt lại và gãy luôn cái đường đường viền rồi, ở trên này rủi ro khá là cao nhá, thận trọng một tí. Đấy, những cái vùng bán cái này là rất dễ quay đầu, ok nhá, quan sát thử thôi, cái đoạn này vẫn chưa nên mua, thì vẫn không vào tiền đâu, chưa nên vào. Với một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngành thép như là Hòa Phát, Hòa Phát này hay là Hoa Sen này, Nam Kim này đó, thì đánh giá những mã phiếu này tại vẫn đang trong một biên tích lũy trong mô hình cuối cấp dốc lên. Như đều nói thì trong cái câu chuyện của Hòa Phát thì nó sẽ đang yếu hơn so với Nam Kim rất là nhiều, vẫn cũng như Hoa Sen rất là nhiều. Hoa Sen thì là đang đánh khá là chuẩn và đang kỳ vọng sẽ một cú PO đây được. Nhưng mà chúng ta vẫn nên thận trọng với trường hiện tại, khi đã có những cái cú đánh cực kỳ khó chịu của trường đưa ra một số phiếu này và rất dễ có một cú nó kiểm tra lại vùng đáy này hoặc là sideways vùng này thì rất dễ chúng ta bị rớt hàng nếu tâm lý không vững nhá. Hoa Sen vậy, Nam Kim vậy nhá, đó Nam Kim yếu hơn về lại vùng này quá cấp luôn rồi, thì xác nhận ta đây một mình với cấp thất bại thì khả năng sẽ còn một cú nó test rất là sâu nha, cẩn thận cho một cú test rất là sâu như thế này nha. Với một số mã cổ phiếu tiếp theo về nhóm ngành thép như là VGS thì ăn theo câu chuyện của bất động sản nó cho nên tăng rất mạnh, rất khỏe. Rồi với một số mã phiếu khác thuộc nhóm ngành đó, nhóm ngành đạm đi, đạm nhá, coi như là DGC. Hiện tại DGC hiện tại đang rất yếu, chúng ta phải ưu tiên hạ trọng mã phiếu này, tại vì nó đánh không chuẩn, không giữ được cái chân này, chúng ta phải buộc phải bán nhé, tại vì nó đang đánh như vậy thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là big boy tạo lập hiện tại không muốn giữ cái vị thế này đó, đó không muốn giữ cái vị thế ở đây và đã ép, để là phải ép chúng ta mua mức mức cao như này, cho chúng ta mua ở mức rẻ thì rất dễ sẽ có rẻ thêm nữa cho chúng ta đó, chúng ta phải thận trọng nha, thận trọng. Bây giờ tại sao thì cũng bán là mã phiếu này, mà có thể canh hồi được cái vùng tầm khoảng 26, 7, 10 bán rồi nhá, cơ cấu ra ở mức hòa 25 cộng trừ ra mức hòa ta rồi này. CTD chúng ta canh cơ cấu luôn mà phiếu này còn mức hòa nhá, chúng ta mua tầm giá tầm khoảng 73 đến 74 cũng chưa phải lỗ lắm, cũng chưa phải là gì cả, nhưng mà hiện tại đánh không tích cực, không đạt được kỳ vọng ta để giữ một cái mức cao để ép chúng ta phải mua cao, không giữ được như vậy mà đánh trong một cái pin như này thì rất dễ tiếp tục bị ép xuống nữa nhá. Với một số mã phiếu tiếp theo như là về DCM, DCM cũng là mã phiếu hiện tại đánh trong một cái pin như thế này, cơ đầu tư không cao, chỉ cần gãy cái pin này thôi là nó sẽ cắm về giá tầm khoảng 32 ngay tức,
trường hợp tích cực nó sẽ buộc phải lên đường 20 trở lại và tích lũy lại vùng này, và pin phải nhỏ lại hơn, nhỏ hơn, và sau đấy bung lên trên thì cơ hội ta sẽ lớn hơn nha mọi người nha. Đó rồi, với một số mã cổ phiếu như là DPM cũng vậy, nó buộc phải trở lại lên đường 20, còn không thì nó vẫn đang đánh trong tầm nguồn với cấp thất bại, rất là thất bại này, mọi thấy không, rất thất bại đó, mọi người thấy như vậy, rất là thất bại này đấy, buộc phải quay trở lại lên trên lại đường 20 gấp, còn không thì rất là rủi ro. CV cũng là phía hiện tại tôi thấy là cái dự tàu ba đỉnh ở đấy rất là cao, và đây là xử lý này rất là xấu, giống cái đoạn này không, rất giống đoạn này, cho nên rủi ro cũng khá là cao. Rồi với câu chuyện của một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành thủy sản như là ANV đó, nó quay lại một cái cấp rồi, tiếp tục muốn là cái biên cái cấp này thôi, và vẫn chưa có nhiều cái câu chuyện để kỳ vọng phá biên được đó, vẫn trong cái biên này thôi, chờ đợi thôi. Chặt tuần nó rất là đẹp nhé, ở một cái biên cái cấp như này ta đang chờ đợi những cái phiên nó đánh tiếp tục tích lũy lại, thắt chặt lại trong cái đoạn này, thắt chặt hơn nữa cái đoạn này, hoặc nó sẽ thắt chặt những cái đoạn phía quanh vùng này này, có nhiều cái nến giống như thế này thì nó sẽ có nhiều cơ hội hơn, thay vì nó biến động lớn như thế này, biến động cứ lên xuống như này rất rủi ro. Rồi là MBC, Vĩnh Hoàng vâng thì cũng không có nhiều cơ hội đầu tư. Vĩnh Hoàng rất rủi ro, không một cú lên 80 quay đầu trở lại kinh khủng đúng không người, chúng ta đã phải là mua một giá tầm khoảng 72-74 mà bây giờ làm một cây như này cực kỳ khó hiểu đó mọi người, sẽ quay đầu trở lại ngập tức rất là xấu, cho nên rất dễ tạo ra mô hình phân phối ở đây, thận trọng nha. Với một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành đó, nhóm ngành chăn nuôi, Tabaco đẹp thì có đẹp đó, một cây gọi là quay đầu trở lại, gọi là cây nhấn chìm tăng, nhấn chìm tăng nghe nó rối mọi người nhỉ đó, nhưng đều nói thì cái cây này là một cây nó phải nó đẹp cho một cái câu chuyện nó kỳ vọng được, nếu nó nhìn nhận về chặt một phút hay sao một chặt một giờ thì đây là một cái cây để nó kỳ vọng là một cú cấp được đó, là như này rất là được. Đây một cú sprint này đó, giờ phải buộc là phải vượt lên trên giá tầm khoảng 38, tạo một cú bill đây, chúng ta mua lên trên tiếp thì rất ok, đó là sự kỳ vọng của phiếu này. Như này cơ hội hiếm hoi, chúng ta không thể nào mà cái chúng ta chọn được một số phiếu như này được, rất là khó, một phát mua ngay đáy tăng lên trên được rất là khó, và cũng rất dễ có một cây nến ngày mai phân định lại rất bình thường, cho nên phiên ngày mai phải quan sát lại xem sao. Rồi Hoàng Gia Lai không nhiều điều đầu tư nha, hai đỉnh rồi. Rồi là BF, nhưng mà phiếu này nó phải tiếp tục nó kỳ vọng tăng lên để nó hút dòng tiền vào câu chuyện bùng nổ lợi nhuận khi giá thịt lợn tăng, nhưng mà hiện tại nó đánh không có chuẩn theo mô hình đó đâu mọi người đó, em thì nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái bêu này này đó, và quay trở lại ngay tức này, nhưng không, nó phá lại ngay tức luôn, và nó quay trở lại đây thì rất dễ đây một cú gọi là tao đến đây và sẽ về kiểm tra đường trở lại tầm khoảng 18-19 là rất là cao với mặt phiếu này nhá, là về ngành chăn nuôi nhá. Còn về bán lẻ thì đọc không phải mấy đẹp lắm, buộc phải tích lũy lại vùng này thêm ít nhiều thời gian nữa thì mới độ an toàn nha. Đó, quán bi này thêm nữa, nhưng nhiều nó vẫn dạng ở thuộc khỏe, một tốc cổ phiếu khỏe để chúng ta quan sát được, ít nhiều sẽ có một cái biến động qua vùng này đó, nó qua vùng này để chúng ta chờ đợi những cú bull lên trên được rất là ok, khá là khỏe. HX rồi là phiếu khỏe nhá, khỏe là có chuyện kỳ vọng được, khỏe là có chuyện kỳ vọng được, và chúng ta có thể ngắm nghía thử là cái câu chuyện của mã phiếu này nó như thế nào, cho câu chuyện là nó kỳ vọng lên trên đó. FRT cũng vậy nha, rất khỏe, một số mã phiếu này được kéo lại rất khỏe, nhưng mà nó cầu đầu tư một số mã phiếu này không cao, rủi ro vùng đỉnh rất là cao nha, nên mọi người phải thận trọng hơn một số mã phiếu dạng ở vùng cao như này. Ok mọi người ha, video tới đây thúc thôi, xin chào mọi người, và rất mong mọi người hãy bình tĩnh trở lại, từ từ mua nhé, quan sát thử thị trường xem sao đã, tại vì rủi ro tập tuần tạo đỉnh rất là cao và chúng ta buộc phải quan sát nhiều hơn là mạo hiểm đoạn này. Chúng ta có một cái cú cược vừa vùng 1.300 nhưng không thành công thì buộc chúng ta phải trở về lại mặt đất và ở một cái vị thế chuẩn bị chờ đợi ngắm nghía nhiều hơn nha. Xin chào mọi người nha.